Dạ, xin mến chào buổi sáng cả nhà mình ha. Chào cả nhà mình tiếp tục trả lời kênh Mai Vàng Duy Lê của em ha. Dạ, lời đầu tiên cũng xin chúc cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe ha. Xem kênh vui vẻ nha cả nhà. Thế rồi thì hôm qua thì được người khách quen á nha. Khách quen thì đến thuê tại vườn thì được 11 cây lớn nha cả nhà. 11 cây lớn ha. Thì khách này ở Bình Dương ha, ở Bình Dương thì thuê rồi khách về cho thuê lại ha, thì được khách lấy năm nay thì lấy được 11 cây lớn nha cả nhà, cây này trong một số 11 cây này cả nhà, thì khách này nói chung là năm rồi cũng có lấy mình một số cây nữa cả nhà, năm rồi lấy 7 cây, thì năm nay thấy số cây của mình tàn, nói chung là thân đế cành thì nó cũng đẹp nên năm nay lấy số lượng nhiều hơn cả nhà, nhiều hơn 11 cây ha, 11 cây thì nói chung những cây này những cái khung tàn này đều tán ngang từ 1m7, 1m8 tới 2m mấy luôn cả nhà, ví dụ như cây này tầm khoảng 2m3 tán ngang 2m3 nữa nha, chiều cao của nó thì tầm khoảng 1m8 đến 2m thôi nha. Những cái cây này thì khách đa phần khách sẽ cho thuê lại những cái mối quen đó nha, những mối quen của khách thì khách được những cái lượt khách mà quen những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái nhà lớn thì người khách này cũng có một số cây mình nuôi nhưng mà không đủ đủ cây để giao cho Tết mà cho thuê cho những lượt khách này, nên mình lấy thêm, khách lấy thêm một số cây tại vườn mình đó, thì năm nay nói chung thì cành nhánh tàn thì cũng rất là đẹp đó nha, đẹp ha, lúc nụ nay lên nó cũng khá là đẹp rồi, khách chọn lấy năm nay lấy được 11 cây. 11 cây lớn nha. Thì khách lấy về Bình Dương thì năm nay lấy sớm đó nha, năm rồi thì lấy vào cuối tháng 11 mà năm nay khách lấy sớm, có thể là cuối tháng 10. Tại vì lấy đem về để cho nó quen cái nhiệt độ, nó quen cái nguồn nước ở khí hậu ở chỗ Bình Dương luôn đó nha. Rồi khách sẽ đến vườn chọn lựa ha. Chọn lựa nó dễ hơn, tại vì tới tháng 10 là bắt đầu số khách người ta đã chọn cây vào vườn, người ta chọn cây để người ta Tết để chơi rồi, thì chọn những cái mặt hàng nào, tại vì thường là người ta chọn sớm như vậy á thì sẽ được một số cây đẹp nữa nha, số cây đẹp ha, cây nó sẽ chuẩn hơn, còn trễ nhiều khi là lượt khách đến trễ thì sẽ không còn cây đẹp ha, nên người ta sẽ chọn chọn trước ha. Hai cây lớn này cả nhà, cây này là cây thứ ba nè, cây này cây thứ ba, cây này là ghép đa phúc nha, cây này được cái bộ tai cành nó rất là lực luôn ha nha, chứ lớn này nha, những cái cốt này cốt trong này khoảng 30 ba mấy nè, ở ngoài thì tầm khoảng 20 mấy thôi nha, cây này đẩy lá ra là cái tai cành rất là lực nha. Cây này mình cũng ghép đa phúc ha, đa phúc cây cao này nữa cả nhà, cây cao này nữa, 11 cây này chở phải xe 8 tấn một xe 5 tấn mới hết nha, tại vì cái cây cao này mình phải để nghiêng nè, để nghiêng, nếu mà xe 5 tấn chiếm khoảng nửa xe cả nhà, nửa xe ha, tại cái chiều cao của nó là từ mặt chậu lên khoảng 28-29 rồi nha, 8-29 nha, từ cái đáy chậu lên nha. Nên mình để nghiêng, thường thường cái thùng xe nó tầm khoảng 2,5 mét thôi đó, mình phải để nghiêng mà cái cây nó mới lọt được ha, tán ngang thì cây này cũng khoảng 2,4-2,5 mét nha, mình bộ tàn được lớn nha, đối với những cái nhà lớn á, nhà cao nhà lớn thì thường người ta sẽ chọn những cái cây cao lớn, cây này năm rồi em cũng cho thuê ở Nhà Bè nữa nha, nhưng hôm nay khách Bình Dương về lấy ha, em cho thuê tại nhà luôn, nên nay số lượng cây cũng khá là nhiều đó nha, khá là nhiều nên mình cũng cho thuê ha,
cho khách thuê để thuê lại. Cây này mình cũng cho thuê rồi nè cả nhà. Cây này mình cũng cho thuê rồi. Này bắt đầu nó lên nụ nha. Tầm những cái dòng Thủ Đức mà ra mùa thì khi mà nó đứng tược á, cái nụ nó lên rất là nhanh. Nhanh á. Thời tiết thì năm nay nói chung là cũng mưa gió rất là nhiều á nha. Nhiều anh em ở đây, nhà vườn ở đây thì xử lý nụ nó lên cũng khá là chậm. Tại vì mưa, thời tiết nó mát á, cái cây mai của mình nó không giữ được lượng nước vừa vừa. Thường là nắng lên bầu mình nó mau khô ráo, rồi nó một số lá chưng nó rớt thì nó đưa ra cho ra những cái dàn nụ nó lớn rất là nhanh và nụ nó rám vàng. Còn năm nay cứ mưa gió thời bão suốt đó nha, nên cây mai của mình nó cũng chậm ha, nụ nó cũng chậm lớn. Còn số cây thì nó lớn, rồi có số cây nó cũng chậm lớn, nên khi mình xử lý nó cũng không có đồng đều nữa nha. Đó, thì qua tháng 10 này thì sẽ mong là thời tiết nó cũng có nắng có mưa cũng được đi cả nha, thì mình sẽ xử lý nó nhanh hơn. Cây siêu bông này hôm trước nó số nó đứng tược này nó cũng le le nè cả nha, nó cũng xịt tược ra nè. Nhưng có cái ra có cái như cái này nó cũng bỏ thủy nó ăn ngậm luôn á nha. Số tông cũng đã tạo nụ rồi. Cây này mình cũng cho thuê luôn hết nha. Cây hôm trước mình bứng lên quay cho cả nhà mình xem nè. Cây này thì cái tán ngang chiều dài của cây mai này nó cũng khoảng 3 mét đó nha. Chiều cao mấy nhiều cái mầm tàn nó rất là đặc ha. Mầm tàn nó rất là đặc. Xả nắng ra này cũng được tuần lễ cả nha. Xả nắng ra cũng bị ảnh hưởng nha. Con số lá nó cũng bị hơi nám nám nè nha. Mà lá nhiều thì số lá nám này nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha. Chủ yếu là cái cây mai của mình nó không bị sụ là được rồi ha, không bị sụ. Thì nay thì chắc nó bắt được cái phân mới đó nha ha. Thì mình cũng tưới dưỡng canh khoảng từ 8 đến 10 ngày. Anh em mình tưới dưỡng những cây mình bứng lên đi ha, 8 đến 10 ngày để tạo được cái bộ rễ trong vòng khoảng 1 tháng nữa cả nha. Là bộ rễ nó ra rồi, nó tạo cái rễ cám mới rồi. Thì nó nuôi được cây mai của mình, nó sẽ nút nụ nó sẽ lên rất là nhanh ha. Đó. Nhưng mà mình cũng trong vòng 1 tháng mình nó có rễ cám rồi, nhưng anh em mình cũng chưa ha, chưa tưới phân. Thì độ khoảng có thể là cây này em khoảng lối 20 tháng 10 là bắt đầu mình có thể nhấp phân được rồi nha. Ha, nhấp phân 37 được rồi. Ha, thì nhấp cái liều lượng là nhấp nhẹ thôi. Thì khoảng 1 gram cho 1 lít nước thôi cả nha. Ha. 1 gram cho 1 lít nước thôi để hỗ trợ từ từ thôi, đừng có để nó sốc ha. Nút nụ nó cũng ra tới ngoài luôn nha. Cây này những cây già mùa rồi nên nó tạo nụ cũng khá là nhanh. Số trong thì nó cũng đã tạo nụ lớn rồi nha. Cây này là cây thứ 6 nè mọi người. Mình cho thuê cây này cây thứ 6 ha. Cây này cây thứ 7 nè. Những cái cây này thì cách thành năm rồi đều lấy hết nha. Năm nay là tiếp tục lấy. Tại vì biết được cái lô mà mai của mình á, thì nó nở nói chung là bông, từ dạng bông dạng cành cũng khá là đẹp ha. Nên hồi năm rồi khách đã chọn rồi, thì năm nay khách lại tiếp tục dặn ha, dặn nên người bạn này lấy về để mới cho thuê tiếp tục lại ha. Đây cây này thứ 9 rồi nha, cây này thứ 9 ha, cây này là cây thứ 10.
Cái này là cây 11, thứ 11 nè. Rồi, những cái cây nói chung là bạn này thích cái dòng Thủ Đức ha. Đa phần cái dòng Thủ Đức thì vườn mình thì nó sẽ cho ra được cái dàn bông nó sẽ đẹp hơn nha. Cây Phú Tân này nữa nha. Tân này nãy lên nụ đã tới ngoài rồi nha. Đã tới ngoài ha. Cây này thì chưa thấy đi được nữa nha. Nó cũng còn đứng tược ha. Thì một lần nữa cảm ơn ha. Cảm ơn người bạn đã cũng như đến vườn ủng hộ thuê một số cây để về cho thuê lại ha nha. Mấy cây Thủ Đức này lên nó dàn nụ rất là nhiều rồi nha. Lên cũng khá là nhanh ha. Thủ Đức thì mình dễ chặn đọt nó này nha. Nhưng dòng Phú Tân ha, Siêu Bông Sài Gòn, những dòng Cúc Thọ Hương, những cái dòng mà nó đi được nhanh á, thì đi được mạnh á, mình cũng khó xử lý ha. Mình có thể thì anh em ví dụ như có những cây đó thì mình dàn cái lượng lân như thế nha, dàn cái lượng lân nó sẽ cao hơn để cho nó đứng được ha. Cái dòng đó nếu cái nhà mình cứ rải hữu cơ thì nó cứ xanh hoài luôn đó nha. Hữu cơ nó xanh rất là lâu, mà nó xanh mà mưa gió nhiều thì nó sẽ đi tược rất là nhanh. Ở đây thì cái dòng Thủ Đức của em thì nó em thấy nó đứng tược cũng khoảng 90% rồi đó nha. 90% nó đứng tược rồi. Những cái chọc mà em bấm đây là nó đứng nè. Còn Thủ Đức thì mình dễ chặn đọt trong cái thời điểm mà tháng 10 này. Còn ví dụ như những cái cây mà em nói nó phượt thược đó thì nó sẽ còn đi tược rất là nhiều. Đó thì anh em mình phải dàn thứ nhất là cái lượng lân cao, thứ hai nữa cái lượng kali ha, lượng kali cao để cho nó sẽ đứng tược ha, nó đứng tược. Còn nếu mà mình đi mà không có đúng cách á thì thường nó sẽ đi tược rất là nhiều nha, đi tược rất là nhiều. Cây này cũng đứng tược nữa nha, lúc nụ nó lên ra tới ngoài. Thì hai cây này mình cũng giao lưu cho ông anh ở Bến Tre rồi đó nha. Thì năm nay cũng nói chung là vườn mình thì từ cái cành nhánh cái nút nụ thấy cũng khá là đẹp đó cả nhà, nên cái lượng khách cũng đến ủng hộ ha, ủng hộ vườn mình khá nhiều. Thì cũng còn một số cây lớn, nếu anh em mình có cần những cái mặt hàng lớn để mình thuê hoặc là mình mua, đa phần thì anh em ở thành phố nè hoặc là Đồng Nai nè, thì có thể nếu mà mình biết tới vườn em thì có dịp đến tham quan vườn thì thấy được những cái mặt hàng nào thì anh em mình đến ủng hộ vườn rất cảm ơn ha. Tại vì năm nay em có dẫn đi Đồng Nai, dẫn bán ở Đồng Nai nha, dẫn bán ở Đồng Nai, nên những anh em nào thuê những cái mặt hàng lớn này thì mình cũng có vận chuyển lên Đồng Nai. Thì thứ nhất là mình cho thuê, là thứ hai mình bán nữa cả nha. Đó, thứ hai mình bán nữa, nên những anh em nào gần ở Đồng Nai và thành phố ha, những cô chú anh chị nào gần ở những địa điểm, hai địa điểm mà em nói ha, thì được sẽ đến vườn để ủng hộ ha, ủng hộ mình bán mình cũng giao, Tết mình cũng giao. Nếu anh em mình không xử lý được có thể mình gửi ở vườn để mình xử lý Tết rồi mình sẽ đem lên cho các cô chú anh chị mình chơi Tết thì nó cũng sẽ an toàn hơn ha. Cây này nó có cành mọc nó rớt xuống rất là đẹp ha. Mình cũng còn một số cây lớn, cây Thủ Đức này thì cũng được manh ở Hải Phòng nữa nha. Cũng thuê nhưng mà tại vì mình xa xôi quá nha, xa xôi ra nên mình không có đưa những cái mặt hàng này ra ngoài Bắc được ha. Nói chung những cái cây này nó cũng có giá trị mà khi mình vận chuyển đi xa, nhất là ngoài Bắc á, thì nó cũng thời tiết nó lạnh á, nên mình cũng không có cho thuê xa ha. Cây này thì được cái dàn nút nó rất là đẹp ha.
cây tứ quý nha, cây tứ quý ghép thủ đức nha, thủ đức nay cũng tết nay nữa cứng hai mùa nha, nay được cái dàn cành dàn nút nó đẹp rồi. Mưa thời tiết nó mát là cái nụ nó, nếu mà nắng lên những cái nụ này nó rám vàng rất là lực đó nha, còn thời tiết mát quá cái lượng nước nó dư nè, dư cái lượng nước nè, nhìn thấy cái nụ nó cũng không có chắc ha, không có rám vàng, dưa được rám vàng đâu, thấy nó cũng cứng cáp nhưng mà không có đủ nhiệt độ nắng nên cái nụ nó không có rám vàng ha. Khu tầng nút cũng đưa thủ đức này. Những cây này nó lên nút cũng khá là nhanh luôn đó nha. Được nắng khoảng 10 ngày ha. 10 ngày là cái cây mai của mình đó. Cái nụ nó lớn nè, thứ hai nụ nó rám vàng rất là nhanh. Ta, cái dòng phủ tầng này nó cũng xịt tường nữa nha. Cái này nó còn xịt tường nữa. Khi nó ra dài mình cứ bấm bỏ hết ha. Đây, cây bình lợi này nó cũng đi tược nữa nghe. Này nó đi mạnh hơn nữa. Khó chưa ha. Những cái dòng này nó khó đứng tược quá nha. Nó sung lên, mát thời tiết mát là cái cây nó xịt tược lên luôn. Dạ, rồi thì hôm nay tiếp tục ha. Trở lại vườn thì quay cũng trước là cảm ơn cả nhà mình đã xem qua những clip. Hay nữa là cũng cảm ơn những anh em đã tin tưởng ủng hộ vườn em ha. Thì cũng còn một số mặt hàng mình cho thuê Tết và những cây lớn anh em mà cần ha. Thì liên hệ tại vườn em. Thì một lần nữa cảm ơn những cô chú anh chị em đã xem và ủng hộ trong thời gian qua. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà mình ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc nha cả nhà. Em cũng xin mến chào ạ.